lần đầu tiên Kỳ Duyên được đeo một cái chiếc nhẫn 1.800.000. Quý vị có thấy nó? Đây là một viên kim cương vàng 25 carat, chung quanh là hột xoàn, và nó trị giá 1.800.000. Wow, cái nhẫn này. Alright, bye bye. Cái này là chỉ là ước mơ thôi, nhưng mà ít nhất trong đời mình cũng đeo được một cái chiếc nhẫn 1.800.000 phải không?